Ai sóng gió gặp gền và được mất mới biết rằng an ổn quý biết bao. Hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị hiểu được Phật pháp để chúng ta có một cái trạng thái tâm an, an ổn. Người tu Phật là phải vậy. Cái người tu Phật là gì? Ai là những người tu Phật phải thức tỉnh thức hợp, sống trong cơn buồn hận cũng vui, mà sống trong cảnh cơn hoạn nạn sống theo hoạn nạn, lúc an nhàn thì sống cảnh an nhàn, đứng nơi đâu cũng thấy tâm an, trong núi nọ làm chi cho nhọc. Mình có cái bệnh hay đứng núi này trong núi nọ lắm. Ai kinh qua chìm nổi sóng ba đào, để trân quý ước ao đời đơn giản, ta biết đủ để sống trong bình thản, thịnh hay si hẳn chẳng cố cưỡng cầu. Nhận một chút sẽ bớt những bể dâu, cứ khờ khạo có chi đâu mà thiệt, rồi những điều dường như ta đã biết, coi như không chẳng hối tiếc đau lòng. Một chút buồn đừng để giả long đông, cứ an nhiên giữ lòng mình yên ắng. Càng khổ đau tâm càng nên tĩnh lặng, giữ nụ cười và nét mặt thản nhiên. Qua sóng gió gặp gền và được mất,